Chào tất cả các bạn đã đến với luyện chữ đẹp cần ruột. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bút lá tre hoàn toàn mới có tại shop luyện chữ đẹp cần ruột. Đó là mẫu bút lá tre ngòi C, có thể viết được tự bài nè, mình có thể viết được chữ nhỏ luôn. Đó là mẫu bút 869. Đây là mẫu bút 869 nha. Đây là mẫu lá tre ngòi C, có 5 màu, màu xanh đậm nè, màu xanh biển, màu vàng, màu hồng đậm và màu đỏ. Về hình dáng bên ngoài thì mẫu bút 869 nó sẽ tương ứng giống như là một bút 862, nhưng mà nó sẽ thon gọn hơn và mảnh hơn một chút. Khi mà mình sử dụng thì cái nét bút nó sẽ tương tự, nhưng mà khi mình cho học sinh test thử thì mình thấy là nét bút của 869 nó sẽ nhuyễn hơn, mảnh hơn cái bút 862 một tí. Mẫu bút này thì các em học sinh từ lớp 2 trở lên thì có thể sử dụng được. Các em mà đã quen bút lá tre rồi á và thích viết chữ sáng tạo, thanh đậm thì chúng ta đều sử dụng được mẫu 869 này hết. Cái bút này kết cấu gọn nhẹ nên các bạn nhỏ lớp 1, lớp 2 đều có thể viết được. Cầm cũng dễ dàng và đây có cái định vị luôn nha các bạn. Đây là ngòi lá tre ngòi C. Nhìn bên ngoài thì rất là đẹp, bây giờ mình sẽ test thử cái bút này cho các bạn nha. Trước khi test thử cái mẫu bút lá tre thì mình cũng nhắc luôn các bạn là một số bạn mà khi mua bút của mình về á, đặc biệt là những bút ngòi rê á, thì các bạn nói là sao viết nó chẻ ra nó không được đều như là mình viết. Thì mình sẽ nói các bạn này không phải là tại cái viết mà tại mình chưa có biết cách bơm mực á, sử dụng cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà mình bơm mực á, thì mực nó sẽ không có xuống đều từ cái ống mực cho đến cái ngòi đâu. Nên trước khi mình bơm á, mình sẽ chấm vào cái hũ mực cho cái mực nó thông cái ngòi trước rồi mình viết khoảng 1-2 dòng nha. Mình viết 1-2 dòng trước, chấm vô cái hũ mực nè các bạn. Rồi mình viết, đây là nét bút nha các bạn. Sau khi mà chúng ta chấm vào hũ mực, chúng ta thấy cái nét mực nó đều rồi. Bây giờ mình sẽ bơm mực vào. Khi mà mình bơm mực trực tiếp vào á, thì khi mà mình viết á, nếu như mà nét bút vẫn chưa đều mà vẫn chẻ ra, thì có nghĩa là mực nó vẫn chưa thông. Thì mình sẽ lấy cái khăn mình vũ cái mực xuống cho nó đều. Sau đó thì mình sẽ hút mực ra, mình bơm lại. Cứ làm lại như vậy cho đến khi mực nó đều thì cây bút nó sẽ trở nên mướt hơn. Hoặc là mình viết vài lần thì lát cái nét bút nó sẽ mượt hơn. Tại vì khi mình bơm mực á, cái mực nó chưa có thông đều từ đầu mực này nè cho đến cái ngòi, nên nó bị tẻ ngòi vậy thôi chứ không phải là do cái bút gì hết. Đây các bạn thấy mình chấm mực nó đã đều rồi đó. Bây giờ mình có thể bơm vào cái nét bút. Các bạn thấy là cái nét nó mảnh hơn những cái bút ngòi rê khác một tí. Vì vậy khi mình viết chữ nhỏ thì nét nó sẽ mảnh hơn. Cây này thì có thể viết được chữ lớn và chữ nhỏ, nhưng mà so với cây bút kim tinh thì chắc chắn là cái nét nó to hơn một tí rồi. Cây kim tinh thì nó mới chuyên chữ nhỏ hơn, nhưng mà cây này thì mình có thể viết được cả hai mẫu chữ. Với các em học sinh mà thi viết chữ đẹp á, thì mình có thể sử dụng cái bút kim tinh để mình viết chữ nhỏ. Còn những bạn thích luyện chữ sáng tạo mà sử dụng một trong hai thì chúng ta có thể sử dụng cái bút 869 này nha. Viết chữ lớn và chữ nhỏ. Các bạn thấy nét chữ nhỏ nè. Mình chỉ chấm mực thôi mà nó đã đều rồi đó các bạn. Vậy là cây viết này mình bơm vào thì nó sẽ đều mực. Còn với cây viết này mình chấm mực vô mà thấy nó chưa có đều, có nghĩa là mực nó chưa có xuống hết á, thì mình cứ bơm lại một lần nữa. Đó là cái cách mà để khắc phục những cái bút lá tre mới mua về. Không phải là cây bút nó bị lỗi gì hết, mà do cái mực nó chưa đều thôi. Những cây viết này thì sẽ dành cho những em là đã quen viết ngòi lá tre rồi. Và đã thơ, nếu mà đã viết được những cái mẫu bút 05, 06, 862 rồi thì viết cây 869 thì rất là đẹp. Cái nét của 869 thì nó sẽ mảnh hơn cái nét 862 một tí. Chúng ta sẽ nhìn lại cái mẫu bút 869 này nha. Đây, là thành. Đây là cây bút dạng dòng lá tre ngòi rê, có ngòi thay thế luôn. Và giá thành của cây bút này chỉ có vài chục ngàn thôi, nhưng mà viết cũng tương đối là đẹp nè các bạn. Đặc biệt là cây bút 869 cũng như các dòng 862, 05 thì không hề kén mực, mình xài mực nào cũng được hết. Nhưng nếu các bạn muốn tạo được cái nét thanh đậm nhưng mà mình viết á, thì các bạn sẽ xài mực Hero là tốt nhất. Hero sẽ tốt cho các dòng lá tre ngòi rê. Bút này thì để mình viết tự bài, luyện chữ.
Bạn nào mà thích nét xanh thanh đậm sắc sảo hơn thì chúng ta phải sử dụng ngòi kim tinh thôi, kim tinh thì nét nó mảnh hơn. Còn thích một cây viết mà chúng ta vừa viết được chữ lớn chữ nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng cây bút 869 này nha. Chúng ta sẽ xem lại cái bảng màu nè. Bạn nào muốn đăng ký mua thì cứ liên hệ qua cái đường link Zalo hoặc là Facebook của Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc nha. Mình sẽ gửi bút về cho các bạn. Bạn nào muốn test bút trước thì cứ nhắn cho mình sẽ test thử cho các bạn. Cũng như là khi mình mua bút về, mình có bất kỳ cái vấn đề nào như là khó viết hay là như thế nào đó thì các bạn cứ nhắn tin, mình sẽ phản hồi hay là gửi clip để hướng dẫn cho các bạn. Tại vì không phải bạn nào cũng biết viết được hết. Bạn nào mà viết được ngòi lá tre rồi thì dễ dàng lắm, mua về cứ viết à. Còn bạn nào viết chưa quen, nhiều khi mình sẽ gặp bất cứ cái sự cố nào thì các bạn cứ nhắn tin cho mình. Các bạn nhớ tiếp tục subscribe kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Giuộc để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Thân chào tất cả các bạn.